Bạn nha, đây nhá, đây công đoạn bóc vỏ cây nhá, bóc vỏ gỗ cây xoan này. Đây là xoan đào nhá, quý lắm, bây giờ kiếm cái loại xoan đào này không có. Xoan này trong lõi nó chặt ra trong lõi nó hỏng các bạn, đó gọi là xoan đào, bây giờ là hiếm lắm. Đấy. Gỗ vỏ nó dễ bóc chưa, bóc xoan đoạn làm chín. Có loại cây này, dễ bóc vỏ này nữa. Đấy, nhìn như da cá sấu luôn. Đấy. Đấy. Chín rồi, bóc. Vỏ này mình tận dụng làm chất đốt thôi. Các bạn, đây là gỗ xoan đào vườn nhà mình lâu năm rồi đấy, bóc xoan đoạn bạn. Cây nào nó tươi ngâm tươi thì được thì nó dễ bóc đấy các bạn ạ. Rồi cây thì dễ bóc cái này, dần dọt, mây nắng này. Ê. Ui, cây này như con cá sấu. Da sần sùi như cá sấu thật. Dài, đẹp. Sần ngâm này mùi kinh lắm. Đấy. Bọc một phát, à, tuột. Gốc với ngọn.